Xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến tất cả mọi người nha. Thì trước mặt của mình đó là một cái dự án mà theo như nhìn trên Google Maps xuống, nó có tên là khu dân cư Chánh Phú Hòa. Nó thuộc về xã phường Chánh Phú Hòa của huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thì mình tìm rất là nhiều thông tin về cái dự án này nhưng mà tìm suốt cũng không ra. Thì tình cờ lướt qua lướt lại thì mới phát hiện ra cái dự án này có tên là New Town Hơi 6. New Town 6 chứ là không phải Tower quê mà New Town 6. Thì mình đọc mà mình xem cái bản map của nó thì chính xác là đúng là chỗ vị trí này. Thì như trên hình mọi người thấy thì cái hạ tầng họ làm cũng rất là tốt, rất là đẹp nha mọi người. Điện thì âm, đường xá đều rất là bằng phẳng, lề đường thì đã lát gạch, hoàn thiện hết mọi thứ. Nhìn thấy tổng thể cũng khá là đẹp đó. Mình thấy là ok, đầu tư như vậy là làm như vậy là ok. Còn nói về mặt pháp lý thì mình không biết nó như thế nào nha mọi người. Cái này thì phải tìm hiểu thêm. Tại vì mình vào thì thấy nó cũng vắng. Mà cái đầu tiên nữa là trước cái dự án á, mình nhớ là ngày xưa khi mà họ khởi công á, thì nó cũng có để cái bảng tên. Nhưng mà sau này thì dỡ mất bảng tên rồi. Thì chắc nó cũng có một cái vấn đề gì đó thì mới dỡ ra chứ. Tự nhiên dỡ ra bỏ thì khi chạy vào thì cũng không biết nó là dự án gì. Phải ngồi ra internet suốt thì mới tìm được nó. Thì mình xin lặp lại, đây là dự án khu đô thị New Town 6 nha. Này là có mặt tiền là đường DH605 và nó gần cái ngõ tư giữa đường 2 tháng 9 và đường DH605. Đường DH605 là cái đường mà sẽ đi lên Hoa Viên Nghĩa Trang của tỉnh Bình Dương, của Bến Cát ha mọi người. Mình thấy mình ở ngoài thì mình nhìn thấy nó nhỏ lắm, nhưng mà chạy vô thì thấy trong đây nó khá là rộng. Thì mình đọc được cái thông tin của nó là diện tích của nó lên tới 8,6 hecta. Thì đây là một cái diện tích cũng khá là to nha mọi người nha. Lúc mà mới vào thì mình nghĩ là cái chỗ này chắc là dở dang, chắc là cũng xấu lắm. Tuy nhiên vô thấy hạ tầng họ làm rất là tốt, rất là đẹp, bất ngờ. Nhưng mà cái giá của nó cũng không rẻ mọi người ạ. Lúc trước, khoảng một năm trước thì bên sale có chào giá mình thì cũng tầm khoảng 700 mấy đó mọi người, cũng không rẻ. Nói chung là mắc chứ không rẻ. Mà lúc đó thì vì nó ở trong khu vực này thì mình không có quan tâm tới, mà mình cũng không có vào. Thì nay mình làm cái việc mà đi view các dự án ấy, cho mọi người xem ấy, thì mình vào luôn. Thì mình vào thì mình cũng hơi bất ngờ là chỗ này cái hạ tầng họ làm rất là đẹp, làm rất là tốt. Đó, thì mọi người có thể quan sát về đường phố, về lề đường. Thì ngay cái đoạn này thì mình thấy có điện văng trên trời, nhưng mà vào trong đây thì không thấy nữa. Thì có thể ngay đó là có liên quan tới là khu dân cư hiện hữu của phường Chánh Phú Hòa. Còn vô trong đây thì nó toàn bộ là của dự án nên họ đã đi điện ngâm hết rồi nha mọi người. Ở đây thì mình có quan sát một cái tổng thể về cái xây dựng nhà. Hình như là ở đây xây dựng nhà tự do, nó không có theo một cái khuôn mẫu nào hết mọi người. Nói chung thì ai thích xây sao thì xây, có thể lên được 3 tầng, 4 tầng gì cũng được. Thì cũng có thể làm nhà trệt được hay sao đó. Thì như là như bên trái mọi người thấy một cái căn nhà này không có lầu, thì bên tay phải là nhà có lầu đó. Thì nó không theo một cái khuôn mẫu nào hết nha mọi người. Bây giờ mọi người thấy đó, mấy con đường này được trải nhựa rất là láng nha. Nói chung là mình thấy
Còn vấn đề pháp lý thì không biết nó như thế nào, tại vì mình không có nắm được cái thông tin này, nhưng mà cũng có lướt qua một số web thì cũng thấy như nó cũng trục trặc cái gì đó về thông tin dự án chưa được đăng ký với tỉnh hay gì đó. Thì cái đó thì mọi người nên tìm hiểu thêm nha. Thì mình nhắc lại, đây là dự án khu đô thị New Town 6, thì quy mô của nó là 8,6 hecta, mặt tiền đường DH605, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Nhưng mà mình nhớ ở bên đây thì nó vẫn còn thuộc về phường Chánh Phú Hòa, nên trên cái bản đồ Google Maps á, nó để là khu dân cư Chánh Phú Hòa. Thì mình đọc trên web mình thấy chủ đầu tư của của cái dự án này đó là công ty cổ phần bất động sản thương mại dịch vụ Khánh Trình. Cái hạ tầng đường nội bộ là 12-20m đẩy thảm nhựa, hệ thống điện nước âm, và trong đây có thiết kế là có trường học vân vân. Thì cái đó là những yếu tố mà của trang web của chủ đầu tư họ đưa, thì mình đọc vậy thôi. Nhưng mà hiện tại thì mình quan sát thì khá vắng. Tuy nhiên thì cũng có được 2-3 căn nhà xây lên mà xây không có cái mẫu, không theo mẫu. Thì giống như là ở đây thì cái căn nhà này xây cũng được 2 tầng một trệt, bên tay trái mọi người thấy không? Thì cái việc mà mọi người nếu mà muốn biết thông tin về cái dự án này thì mình có thể lên trên mạng mình tìm hiểu thêm ha. Còn hôm nay mình view cái dự án khu đô thị New Tower 6, và xin chúc mọi người vui vẻ và mong là được sự ủng hộ của mọi người bằng cách bấm đăng ký ủng hộ kênh.